anh muốn nào sống biết hôn mãi các vàng em, hôn thật kỹ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, đã hôn rồi hôn lại cho tan cả đất trời, hôn đến suốt muôn đời anh vẫn không thôi rào rạt. Một tràng pháo tay thật lớn, thật lồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay, ngoài sự có mặt của trên các cụ công các bà, quan viên hay họ, những tràng pháo tay của quý vị là những món quà vô giá mà các quý vị dành tặng cho chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, chú rể và cô dâu còn nhận được món quà tuyệt vời ý nghĩa từ phía những người bạn thân của chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Và ngài xin được trân trọng kính mời hội bạn thân của chú rể có phần quà tuyệt vời ý nghĩa để dành tặng cho hai bạn trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và hội hôn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nghiệp cho hội bạn thân của chú rể. Vâng, với phần quà rất là ý nghĩa trong cuộc sống ạ. Thân thương từ phía những người bạn của chú rể trong ngày vui hôm nay, họ đã chuẩn bị một món quà hết sức tuyệt vời ý nghĩa để dành tặng cho hai bạn. Vâng, với phần quà tuyệt vời ý nghĩa trong ngày hôm nay, hy vọng rằng chú rể và cô dâu sẽ sống sao cho tròn đào làm con, hiếu tình chung thủy trước sau giữa đôi bên nhà trai và nhà gái, và đặc biệt hơn nữa sẽ giữ được tình cảm mặn mà từ phía những người bạn thân của chú rể. Một tràng pháo tay còn lớn hơn nữa để thay cho lời cảm ơn từ phía chú rể và cô dâu. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Phải nói rằng là vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến giây phút chú rể và cô dâu nhận được món quà ý nghĩa tuyệt vời từ phía những người bạn thân của chú rể.